Ok, và xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của mùa 10 và cùng nhau thực hiện những cái đội hình siêu bá đạo nha anh em. Rồi, ở khởi đầu thì mình đang có 3 liên xạ, xuất hiện một cái con siêu sao Corki. Nhưng mà thứ mình cần thì chắc là siêu sao Husteel thôi. Hai Kassante à? Cũng chưa có Zed hoặc là Zhonne các bạn ạ. Và khởi đầu thì mình đã lựa chọn một cái gói đồ của On, cái lưỡi kiếm tử thần, và vòng 1.1 cũng phát cho anh em mình một gói đồ On nữa. Thì trang bị của Aphelios của mình hiện tại cũng đang khá là mạnh, nhưng mà tiếc là chưa lên 2 sao thôi. Senna lên xạ luôn này. Wow, Minh Sen ở nhà này thì có lưỡi kiếm tử thần, cũng có Husteel luôn rồi. Càng thế, đồ đạc rơi tung tóe này mà không chịu nhặt à? Ui ôi, chấp chấp bao nhiêu là đồ vẫn win mình luôn này. Cái lưỡi kiếm tử thần kết hợp với AP này và tung kỹ năng mạnh thật. Ôi giời ơi, thua nhẹ thôi anh em, không đáng máu là bao cả. Chúng ta có Vương Miện bảo hộ, cây cung thần tốc, bạn thân hai, thuật sư thiện chiến, những người bạn nhỏ, quyền năng phi thường. Ok, với trang bị quyền năng này thì chúng ta sẽ được tích lên 40 số thay vì 25 số như bình thường. Mình sẽ lắp tạm cho con Gna này để xem là nó có đép được hay không. Nên roll tí tìm Zed không nhở? Con Zed mà cầm cái quyền năng này mà cho vào vị trí con Senna thì thôi, đúng bài luôn anh em. Vừa có siêu quẩy lại còn Husteel. Hay là mình cũng đang dư cung này anh em này. Chắc là mình sẽ hướng đến một cái vị tướng cầm 3 trang bị quyền năng kết hợp với quyền năng phi thường để xem là cái kích thước của nó sẽ to như thế nào. Và đây là Melbourne. Nhà này thì wow, Zenith 3 rồi. Giao điện là có. Bay như chim. À không, đây là thu về trái ngọt chứ không phải là bay như chim. Thu về trái ngọt kết hợp với vé trúng thưởng à. Cũng có được cái lượng stack. Zenith 3 kết hợp với Peng như này thì thực sự quá khỏe. 3 trận thua rồi. Thôi thì nhân tiện anh em mình fit máu tí. Nhặt giáp lưới vậy. Có luôn EZ à? Đợi Zed với Zhonne thì không thấy. Xuất hiện luôn con Ezreal này anh em. The Witch Đao Phủ. Con The Witch này mà nó ra sớm hơn thì chắc là mình chơi rồi. Cái bài Đao Phủ The Witch này thực sự vẫn rất là đỗi đam. Đây, 3 Husteel. Anh mình chơi sương sương chút. Còn chút nữa thì chúng ta sẽ đánh xoay bài sau. Ai đây? Cậu bờm. Ôi, tai to mặt lớn và đi cùng với vệ binh. Ông này thậm chí còn lấy luôn quả lõi tai to mặt lớn luôn. Cọc kỳ này thì nó hack tiền thì thôi. Solo. Ui, sao bọn tai to mặt lớn này bắn đau anh em nhờ. Nhưng mà AP của chúng ta cũng không phải là gọi là tầm thường. Nhưng mà được trang bị tận đến 2 trang bị còn. Ở phía đi trận lần này thì chúng ta có Poppy cầm giáp lưới à? Ai lấy ông ta? Có ai lấy không? Ai lấy không? Vãi cả nồi. Bú cắc to ạ. Hình như này. Đặt quả tên hơi bị bậy bạ quá. Siêu quẩy. Lấy luôn cái Poppy của mình chứ. Cứ tưởng là giáp lưới là anh em chê chê. Vậy thì chúng ta cứ lấy thêm cung gỗ để biết đâu đánh quái nó ra nhiều giáp thì sao. Lulu Hyper Pop, Kassante. Chắc là cũng không có gì chuyển biến lắm các bạn. Chờ đợi siêu sao đi. Nếu như mà chúng ta đã bắt siêu sao ở trong, gọi là trong bàn cờ rồi ấy, thì sẽ mất 4 lần nó mới xuất hiện siêu sao mới.
4 lần đổi lại trong cửa hàng nhá. Hoặc là anh em không cần roll thì cứ để lại 4 lần thôi. Nhưng mà khi mà anh em không nắm giữ bất kỳ siêu sao nào thì cứ mỗi lần đổi lại anh em sẽ xuất hiện một con siêu sao mới. Triple Fate này. Tại vì nhiều anh em cũng hỏi mình về cơ chế siêu sao, thì mỗi cấp độ thì nó cũng sẽ xuất hiện một cái siêu sao khác nhau. Ví dụ như cấp 6 này thì có cái siêu sao bậc 2 và bậc 3. Còn cấp 7 thì cũng sẽ là bậc 2 và bậc 3. Cấp 8 thì nó sẽ rơi vào bậc 4 với cả bậc 3 anh em ạ. Cấp 9 thì nó sẽ thiên hướng về cấp bậc bậc 5 và bậc 4. Ở cấp 10 thì anh em đánh siêu sao bậc 5 thôi. Rắc siêu quẩy này, xoay bài luôn không? Xoay bài tự động luôn không? Đầu của AFE này mà ném cho rắc này thì nó cũng băm ác đấy các bạn ạ. Duy tâm luận và ông này xài hết tiền luôn rồi. Mang tiếng là nhà tài phiệt nhưng lại không có bất kỳ một đồng nào ở trong người thế này. Cái này kìa. Quạt cũng rất căng. Sẽ là một cái round đấu thua nữa. Nhưng mà cảm giác con Aphelios một sao của mình nó đang gồng gánh cả cái đội hình này luôn. Bị thua nhưng mà bị trừ rất là ít máu. Tạm chấp nhận được. Nhiều anh em chơi AFE quá. Chúng ta có Zhonnai, chúng ta có Riven thành ra rẻ. Với cái combo mà sát thương nhiều trang bị sát thương như này thì anh em mình hoàn toàn có thể là đánh Zhonnai hoặc là Riven. Nhưng mà chắc là mình sẽ sử dụng những cái vị tướng bậc 4 đi. Bậc 4 mà cầm 3 quyền năng à. Theo anh em con nào sẽ là ngon? Akali. Mấy con mà tanh tanh thì chắc là ổn đấy. Chẳng hạn như là Poppy nó cũng đẹp dài này anh em nhỉ. Hay là mình chơi con Zac đi. Tôi thấy con Zac này nó là một con đấu sĩ tanh trâu này. Với cả là một con kiểu bầy nhầy nữa. Kỹ năng thì có hồi máu và làm choáng. Ra mà cầm 3 quyền năng chắc chắn sẽ khá là thú vị đây. Được luôn. Chốt bài Zac nhá. Không, Zac chứ không phải là Zac. Amumu ai đây? Lại là gặp ông này à? Ông này khéo đi nấu cơm rồi sao? AFK luôn các bạn. Chứ thực sự là cái form của ông này thì quá đẹp luôn. Lưỡi kiếm tử thần các kiểu. Ok. Bao nhiêu là đủ? Mình thì đánh quái không ra một cái giáp nào. Hơi chán các bạn nhỉ. Loại thứ ba nào. Thăng hoa độc dược sĩ và món quà tử sĩ. Mình sẽ lấy luôn cái trang bị hỗ trợ tại chỗ. Ồ. Cái máy chiếu à. Trang bị này thì tôi cũng không đánh giá gọi là quá mạnh. Nó chỉ mang đến cho anh em mình cái khả năng khó chịu cho team địch thôi. Chứ tôi thì tôi vẫn thích kiểu phong kiếm. Nó hất tung mấy cái con carry của team địch lên. Hoặc là một cái thông đạo chẳng hạn. Trước đây thì những cái trang bị như thế chúng ta có thể lắp được từ kiểu trang bị bình thường ấy. Nhưng bây giờ thì nó sẽ biến thành những trang bị hỗ trợ rồi. Anh mình không thể nào mà lắp được nó nữa. Lâu lâu có mấy quả content nhiều cái thông đạo chơi vui vãi. Có luôn thiên vàng mèo bình. Nhà này thì liên xạ là cái chắc rồi. Thế là phải hộ pháp luôn này. Càng thế. Những trang bị phòng thủ người ta đang sử dụng tạm thời cho con Yasuo. Rồi luôn. Rồi luôn. Sắp cút rồi các bạn ơi. Chúng ta có Blitz này.
Suýt nữa thì bắt nhầm con Garen. Nếu như bắt nhầm con Garen này thì anh em mình mà bán đi ngay thì nó sẽ bị lỗ mất một tiền. Blitz à, Blitz và ba quyền năng à, cũng trâu. Mà chưa kể là Blitz cũng có một cái kỹ năng là giật sét xuống, cũng hay đấy anh em. Để coi, để coi, nếu mà xuất hiện nhiều Blitz thì anh em mình à, xoay luôn Blitz chứ có gì đâu. Vâng, và hộ pháp khả năng là trùng bài với cả Meo binh rồi. Tất em cá. Ui, dính nick đồ gì đây? Đồ này mà ném cho con Vex hay là ca thớt thì thôi. Nó điện mệt luôn ấy. Ok, chuẩn bị lên cấp 8 rồi. Đi chợ gái. Chúng ta có một giáp lưới ở trên người của Garen ạ. Chắc chắn là mình sẽ phải lấy rồi các bạn. Chứ tôi sợ là đánh quái chưa chắc là nó đã ra cho mình thêm hai cái giáp đâu. Một cái thì đã là may rồi. Tôi đang trông chờ vào cái gói đồ sau khi mà đánh quái vòng 4. Đồ xịn này anh em mình phải chấp nhận nè. Chuẩn luôn. Chứ còn đợi đợi thì mình nghĩ hơi mệt đấy. Hay Viego ra. Viego Pentakill ca thớt nó cũng ra nhiều này. Lắp thêm một quyền năng trước đã. Kiểu cái đội hình này của mình ấy, càng nhiều quyền năng thì càng ngon. Lại là ca thớt luôn ạ. Rác này. Đây 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 đây. Có rác rồi. Nhưng mà chắc là mình sẽ chưa lắp vội cho nó. Lý do thì chắc là đợi luôn quạt siêu sao đi. Chúng ta cũng không có đâm châm hút đồ. 43 tiết ạ. Ra là đẹp không ổn như trước nữa rồi các bạn. Nãy lượng máu của mình 96. Sau vòng 4 phát. À, lại 30 tiết thôi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Hỏng hết bánh kẹo rồi các bạn. Xài tiền gấp. Rắc này. Viego luôn kìa. À, chắc là để dịp sau thôi các bạn. Dịp sau chơi Viego đi. Vì tôi check trận này thì cũng không anh em nào chơi EDM cả. Có luôn Zoric, trời ơi. Tiếc quá. EZ, EZ Hostile, Z cuồng nhiệt. Hôm qua thì mới chơi cuồng nhiệt rồi. Làm một cái vuốt đã. Hơi bị lưỡng lự trong những cái là vòng đầu chị ở chọn siêu sao. Đang lại mất thêm máu rồi anh em ạ. Thế ăn được mèo binh không? Cố lên nào. Ăn mèo binh nữa thì ngon này. Mèo binh gọi mấy quả thây ma nhìn kinh quá. Ok, vẫn là thua thôi. Bực rồi đấy. Ca thớt này. Lại ca thớt. Rác này. Tập trung ngay. Nó hũ rồi thì mình nghĩ chúng ta nên bán hết hết steel đi. Không nên ôm làm gì nữa cả. Vệ binh Blitz à. Shiba. Thôi thôi thôi, tôi đã lỡ gọi là chốt bài về cầy con rác rồi các bạn. Tập trung tìm rác siêu sao đi. Anh mình cũng đang có 5 con rồi. Đây, 6 con rồi. Rất là nhiều những cái video bậc 4 và xuất hiện luôn con rác IDM các bạn ơi. Bố. Đây đây đây, mình sẽ lắp hết đồ cái. Một quyền năng này. Nước mắt à. Bán bớt những cái con mà không liên quan đi cái nào. Cho này một cái này. Ui chết rồi, không nhặt kịp đồ rồi.
Cứ phải ba cái quyền năng đã. Mẹ lại gặp bú cắc to này. Không có giáp lưới luôn. Lùng 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 lùng. Đúng rồi, nhảy đi nhảy đi. Nhảy đi. Úi trời ơi. Nhảy mãi không chết con Zihin này kia. Xong rồi. À này chắc là mình sẽ ô đi luôn các bạn. Giáp máu à. Đây, như trang bị mà sát thương phép thì mình nghĩ chúng ta sẽ ném sang cho con Lắc. Cái này thì chúng ta sẽ sử dụng cho Z luôn. Hai Sojin đi. Có gì hot không? Tham Ken à? Một chút về đấu sĩ đi. Một chút đấu sĩ đi. Mình phải sử dụng cái bộ EDM này sang, lên trên người của con Rác cái nữa. Ok. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Quỷ thư à? Đúng rồi. Nhảy đi. Năm cho anh em nhảy đi. Cái này 3 sao. Đồ cũng không phải là tầm thường. Ui ôi, to thế nhỏ. Bây giờ to thế nhỏ anh em nhỏ. Đúng là Boomer Stack. Nó sẽ hóa bất kỳ một cái vị tướng nào từ gọi là tí hon giờ thành khổng lồ luôn. Quizana này, Rác này. Ui, vậy là chỉ còn duy nhất một con Rác nữa thôi là mình sẽ có luôn con Rác 3 sao anh em. Lại Quizana nữa. Ôm không? Nhưng mà chỉ còn một con nữa thì mình lên con Rác 3 rồi các bạn. Mình nghĩ là không không nên ôm đâu. Blitz 2 này. Này thì lắp nốt một cái nhanh đi. Rồi, cậu bơm. Cậu bơm tha mạng cho em ngay cậu bơm ơi. Ui ôi, ui. Má cả team khi mà nó copy kỹ năng của con giác cái. Nhảy rất khó chịu các bạn ạ. Quá khó chịu luôn. Có gì không? Chúng ta có Illaoi thôi. Không có rác trong phiên đi trận lần này. Mình sẽ lấy thêm một cái này đi. Quyền năng kia cũng được. Nhưng mà nó hơi bị ít tiền. Áo choàng bóng tối. Mình lấy con Illaoi kia lấy thêm đấu sĩ các bạn. Nhưng lại là một lần nữa bú cắc to lấy đồ của mình. Đây rồi Illaoi đây rồi. Lux EDM này. Cái trong này em cho con rắc luôn. Đây. Nếu như thế này thì chúng ta sẽ có được 4 đấu sĩ. Lại Quizana. Trời ơi. Vậy là mình có nên chơi liều hay không? Bây giờ mình chưa sử dụng cái cóc quá nhiều để đi check mark các bạn. Đây. Giờ phải chiêu cái. Một con nữa thôi mà không ra được nhờ. Với 18% thì mình nghĩ nếu hên thì nó sẽ ra thôi. 3% 5 tiền nó ra nhiều này cơ mà. Nhảy đi. Ui ui rồi. Má. Nhảy vậy thì ai chơi đây? Với 2 sao mà nó biến thái như này rồi. Mordekaiser. Virgo. Má không ra thật luôn à. Bịp luôn à. Có con lắc 2 sao này anh em. Hay là mình chơi hai con rác này đi. Đồ này thì chúng ta có thể sử dụng cho Illaoi cũng được. Đây. Nó kiểu phụ sát thương ấy. Đội hình của mình thì có Z với cả Lux. Thì hai con này nó kiểu đam chính. Con rác này thì nó cũng vừa kiểu nhảy gây sát thương luôn. Vẫn chưa có gì nick 3 à. Thanh niên này chơi cái đội hình siêu punk kết hợp với hộ pháp anh em. Gọi luôn, gọi luôn, gọi luôn. Phan thì ông cũng có quyền năng.
Nhưng đây không phải là quyền năng phi thường rồi. Quyền năng phi thường thì rác nó phải như này các bạn. Wow, rất là nhiều những cái chỉ số này. Vì cái này nó sẽ tăng thêm cái chỉ số cho rác trâu hơn. Có điểm cậu dồn 10 màu à. Đợt kèo đâu không ta. Đấy cột mốc 6 đấu sĩ thì nó sẽ tăng thêm là 90% màu tối đa. Rác này thì theo anh em thì cầm giáp máu hay là cầm quyền năng thì nó xịn hơn. Hiện tại thì với cái lõi quyền năng khổng lồ thì mình nghĩ là quyền năng ngon hơn. Rác giáp máu thì chắc là phải để những trận đấu sau thôi. Nếu như mà anh em thích về những cái đội hình như thế nào hoặc là những ý tưởng như thế nào thì hãy mạnh dạn comment ở phía dưới cho mình biết nhá. Mình sẽ cố gắng đọc hết và trả lời tất cả những cái comment của anh em. Nếu như anh em có thắc mắc gì thì cứ bình luận luôn. Để lại cho mình thêm những cái ý tưởng độc đáo. Không ra rồi. Những cái ý tưởng mà có 102 xem nào. Ý tưởng chất lượng các anh. Rồi sao toàn sao trang bị Pandora và cũng Lauren ạ. Nhà này level 9 rồi chứ. Để xem nào, với 15 máu ở vòng 6.1 ai sẽ là người phải tạm dừng cuộc chơi đây. Vẫn là con Zihin này nhưng mà mới chỉ một sao thôi. Ui. Anh em bầy nhầy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Để làm choáng đi. Mà khi mà Zihin bị làm choáng thì nó vẫn cứ bắn thôi. Vẫn còn. Mày này, mày này, mày này. Ui, nhìn này anh em này, nhìn này. Má những cái bãi gọi là chất nhầy của nó. Đúng to luôn. Như kiểu hố đen vậy. Đây ơi. Cuối cùng thì anh em mình đã tìm được con rác cuối cùng. Lên luôn cho gì nữa. Ok. 5 EDM mà. Nếu như mà phải lấy được cái 6 đấu sĩ và 6 EDM thì anh em mình phải lên level 9 nữa các bạn ơi. Nhưng mà tiền đâu mà lên đây. Tiền đâu mà lên đây. Hoặc là đi chợ kiếm tìm cái ấn của à không, ấn của đấu sĩ thôi. Chứ không có ấn EDM. Nảy cái. Rồi luôn. Người khổng lồ tím luôn anh em. Người khổng lồ xanh thì anh em chắc là biết hết rồi. Đây người khổng lồ tím luôn. Mã nhìn nó to. Akali Echo. 6 tai to mặt lớn và 48 bit. 6 hộ pháp và 4 phân. Đây toàn là những cái đội hình có cái ngưỡng sát thương rất là kinh. Cậu bơm có gì in 2 rồi. Vẫn giữ là Caitlyn siêu sao. Vì con Kate ở à đâu? Con Corki. Corki này đúng là lợi hại quá mà. Đẹp từ đầu game đến cuối game luôn. Và nó cũng đang kích hoạt rất là nhiều những tộc hệ. Cho nên là khó bỏ rồi. Nhảy 3 lần hồi 900 máu và gây gần 1.400 sát thương. Ôi ôi, nhảy 3 lần. Ui. Đi đây. Hơn 6.000 máu các bạn. Bên này thì chắc là cũng sẽ bị thua bản sao của chúng ta mà thôi. Đứt điện luôn rồi. 12 máu. Phiên đi chợ lần này thì có luôn giáp máu à. Hay là mình sẽ cho cột mốc 6 đấu sĩ vào đi anh em. Cho nó bá đạo. Chứ 5 EDM thì chắc là chúng ta cũng chơi tương đối là nhiều rồi đúng không? Bán luôn con lắc gì. Đây. Mắc binh chưa? Chưa mắc ping. Nếu như mà có 5 EDM nữa thì mới gọi là mắc ping được. Chắc là mình sẽ cho con rác của mình lên đầu để nó gánh chịu nguồn sát thương là một. Và nó sẽ tích lên cái ngưỡng là 40 stack sớm hơn. Mong sao nó không bị bay màu. Thanh niên Zihin với trang bị bùa xanh nó cũng gọi rất là nhiều những ụ súng ra.
Ok, 8.200 máu. Lên phát 8.400 anh em ạ. À. Úi giời ơi, này thì giết hộ. Giết hộ. Giết hộ. Ok. Vậy là trận đấu của chúng ta cũng sẽ kết thúc luôn tại đây. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi cái video lần này của mình. Nếu thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like nhá. Và hẹn gặp lại anh em trong những cái video super sắp tới. Bye bye tất cả anh em.